Vâng, xin mời chào anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Vâng, với lô hàng Bow tiếp tục update rất là nhiều những cái màu đen hay, màu đen đẹp. Thì anh em đừng quên đăng ký cũng như là like cho kênh của em để ngày càng anh em có thể được nhận những video đầy đủ trên kênh chính thức này. Thì với cặp hôm loa ngày hôm nay, sau em xin được đưa đến cho anh em một cặp loa Bow 10.2 đời series 2, series hết số của model 10.2 thôi. Và đây cũng là một trong những cặp rất là xuất sắc được tuyển chọn hàng rất là kỹ về từ bên kia, với từng đôi từng cặp đều trùng series hết. Và em có về hai cặp, thì còn duy nhất một cặp này thì em sẽ quay với có thời gian để lên cho anh em video. Cặp kia thì em mới chụp ảnh thôi, đã bán rồi. Đó, thì với cặp 10.2 này cũng là một cặp còn lại, và cũng là một cặp còn với số series trùng nhau, và với cái chất lượng hình ảnh chất lượng sản phẩm còn rất là đẹp. Khi mà 10.2 series 2 sử dụng cho mình là gỗ óc chó, với cái đường vân anh em có thể nhìn thấy đây, cặp loa trùng series thì cái vân nó rất đã đều ngay từ cái vân rồi. Cái này cũng là ý đồ rất rõ ràng của nhà sản xuất nó. Thì khi mà anh em chơi những cặp loa sưu tầm, chơi những cặp loa với số series trùng nhau được mua sản xuất cùng thời điểm, cũng như là chất lượng về loa được đảm bảo tuyệt đối. Đó, vân hông, vân đằng trước, vân đằng sau, cặp loa đều rất là đồng đều và đẹp. Và sử dụng cho mình cái gỗ óc chó với chất liệu cao cấp của hãng thì cặp loa này có thể nói là không có điểm trừ rồi. Em nhìn cái chất liệu gỗ rất là bóng bẩy, hai bên thành quách này. Đấy, có thể nói là Bow chỉ sợ không có hàng thôi. Còn có hàng thì có thể bán quanh năm được, vì nó là thương hiệu rồi. Và nó là một cái chưa, hiện tại trên thị trường chưa có dòng loa nào có thể qua được Bow. Đó, về so về âm thanh karaoke gia đình. Đấy, với kích thước, với kiểu dáng thiết kế bắt mắt như là chất lượng âm thanh mà Bow đưa đến cho người dùng, thì anh em có yên tâm về khi mà chơi những cặp loa Bow hàng xịn. Bow thì rất nhiều những hàng nhái thị trường, cái đấy chắc là không phải nói anh em cũng biết rồi. Với giá cả chắc chỉ rẻ ở 1/20 đến 30 của cái giá trị thực sự của loa. Em đây là phía sau của cặp loa Bow 10.2 series 2, như là tem mác và số series cặp loa phía sau. Thì hãng sản xuất có đề là Bow 10.2 series 2, như là nơi sản xuất của cặp loa này được sản xuất tại Framingham, một trong những tập đoàn Bow đặt nơi sản xuất của trụ sở Framingham này rất nổi tiếng rồi. Với số series của cặp loa cũng như đây là chiếc bên phải LED, xin lỗi anh em, LED ở chiếc bên trái, với số series là 49247, và đây là chiếc bên phải right Part 2, cũng như là số series trùng nhau 49247. Tổng thể cặp loa thành quách góc cạnh còn rất là đẹp, như là cái vân gỗ óc chó để bày biện trong gian phòng, thì là trong gia đình đã vừa hàng nghe hay bày đẹp rồi, đúng chất lượng. Thì nói thêm cho anh em biết về Bow 10.2 series 2, thì nó khác biệt ở Bow 10.2 trơn nó như thế nào. Nó giống như kiểu 701 một lỗ và 701 hai lỗ thông hơi ấy. Đó, thì 10.2 series 2 thì nó thiết kế bố trí khác hẳn luôn. Khi nó sử dụng cho mình là một loa trầm, một loa tạo âm trầm được đặt ở phía bên trong, và đánh ra cái hơi trầm nó nằm ở hai cái lỗ thông hơi này. Đó, nó ra ở hai cái lỗ thông hơi này, tạo nên cái âm trầm rất là uy lực cho cái dòng model Bow 10.2 series 2 này. Mà Bow 10.2 trơn thì giá cả rẻ hơn, và cũng không có được cái loa bát ở phía trong thùng như này, mà nó chỉ sử dụng hai loa bát nằm ở phía trên, nằm ở phía trước và phía sau thôi. Đó, bao giờ anh thấy sử dụng loa bát ở trong thùng sẽ tạo cái âm trầm rất là uy lực cộng hưởng từ thùng ra. Thì sau đây nó sẽ mở cái căng để anh em có thể
nhìn về tuyến loa ở phía bên trong của cái cặp loa này. Vâng, và sau khi em tháo bỏ cái phần này găng ra thì đây là tuyến loa bên trong của cặp Bow 10.2 Series 2. Thì anh em có thể nhìn thấy ngay, đó chính là sử dụng cho mình là một loa bass 20 cm được đặt ở phía trước loa và hai loa chép được đặt ở hai phía bên hông loa. Đó, hai loa chép giấy được đặt về trước bên này cũng thế. Và cái tình trạng hàng và một cặp loa trùng series gần zin toàn bộ, cũng như là cái chất lượng tuyến loa nó đẹp gần như là như nhà sản xuất thế này, thì anh em có thể là không thể chê trách được một cặp loa bãi nó đẹp như thế này được rồi. Đó, đây là gân zin toàn bộ anh em nhé. Anh em nhìn những đường keo chỉ này. Nói chung là bâu thì cái vấn đề thay gân cũng là chuyện bình thường thôi. So với những loa cặp loa lâu đời sử dụng nhiều sẽ bị thay gân, còn đâu những cặp loa trùng series mà sử dụng ít thì gần như nó sẽ giữ được nguyên cái gân từ nhà sản xuất. Rất nhiều anh em chơi bâu và rất quan tâm đến cái vấn đề gân zin. Đó, thì giữ lại được là cái tốt. Ở đâu bắt buộc thay thì vẫn phải thay, tại vì một cặp loa nếu mà chỉ thay gân mà báo là không còn zin nữa thì không phải. Nếu cái chuyện thay gân của loa bow rất là bình thường anh em nhé. Đó, bow 10.2 series 2 thì sử dụng cho mình hai loa bass, một loa bass cộng hưởng phía bên trong thùng, một loa bass phía trước, đều là bass 20 cm hết. Đó, bên trên nóc cặp loa thành quét góc cạnh rất là đẹp, thế căng zin. Để nói là cặp loa này là cặp loa không có điểm trừ rồi, hàng tuyển chọn từng cặp mà. Vâng, thì với một cặp loa thiết kế hình dáng cột của Bow, anh em có thể chơi gia đình cho phòng khoảng từ 30 đến 35 mét vuông, có thể nghe nhạc và hát đồng thời karaoke trên hệ thống loa Bow 10.2 Series này. Đó, thậm chí những phòng diện tích hẹp hơn, nhỏ hơn khoảng 20 mét vuông thì cũng chơi một cặp loa này cũng không cần thiết phải thêm một cục trầm nữa. Hát karaoke với cái âm trầm của 10.2 Series 2 này đã dư để anh em có thể nghe rồi. Một cái âm trầm rất là uy lực, vừa phải. Đó, ok, thì sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để anh em test của em về cặp loa này, nghe em trải nghiệm về chất âm của em nó. Bao ngày mưa bên anh làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Tình người làm phai nhạt đôi trên môi mà anh đâu có hay.
Ok anh em, anh em đã được nghe về chất âm của cặp bồ 10.2 Serie A. Và với cặp loa trùng series đẹp xuất sắc như thế này, hiện tại show em cũng xin báo giá luôn để anh em được biết. Đó chính là 28 triệu cho cặp loa bầu 10.2 Serie A. Ok, anh em nào yêu thích cặp loa này, hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 77. Xin được cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.